Ladies and gentlemen, welcome to V-Star Season 3! Sáng rạng ngời, một vì sao sáng trong đêm, giữa không gian reo vui trong cuồng quay, anh vinh quang vây quanh ta bước tới đỉnh cao. Cuộc đời quá tuyệt vời, từ ngày danh tiếng ta ngời vang, với trăm thanh ta với chân trời xa, tim ta đây và mãi mãi sẽ mãi muôn đời nhớ. Ta đang đam mê theo cung đàn, ta đang phiêu lưu cùng cao su, ta đang bay cao sánh ngang mây trời, yêu thương vây quanh từ tim người. Ta như siêu sao soi bao đêm dài, ngôi sao đêm nay ngàn năm xa. Hôm nay ta vang danh muôn trùng, tên ta mãi nhớ thương trọn đời. Vẫn một lòng, một tình yêu lớn như trời cao. Trái tim ta vẫn mãi câu thủy chung, dẫu cho ta vinh quang, ôi ta chẳng thay lòng. Cuộc đời quá tuyệt vời, là ngày được sống vui hạnh phúc. Đã yêu ai trong tim không hề phai, trao yêu thương không bỏ bê. Sau đêm nay ngàn năm xa, hôm nay ta vang danh muôn trùng, tên ta mãi nhớ thương trăm đời. Ngọc Hân xin hân hoan chào đón quý vị đến với đêm trao giải của cuộc thi Visa Season 3. Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ngôi sao đêm nay, lời Việt của tác giả Lê Xuân Trường qua 13 tiếng hát của Visa. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho Top 13 Visa. Chúng tôi cũng xin cảm ơn vũ sư trung thành của Believe and Dance Studio đã dàn dựng vũ đạo cho tiết mục mở màn của chúng tôi trong ngày hôm nay.
Và chúng tôi cũng xin cảm ơn sự hiện diện của ban giám khảo của cuộc thi Visa. Và giờ này xin mời 6 thí sinh chung kết ở lại. Còn xin tạm biệt và cảm ơn tất cả những thí sinh còn lại. Thank you. Kính thưa quý vị, đêm nay là đêm quan trọng nhất và cũng là đêm được chờ đợi nhất trong suốt mùa thi V-Star. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi nhìn lên sân khấu. Đang hiện diện trên sân khấu này là top 6 của cuộc thi V-Star năm nay. Ai trong số những thí sinh này sẽ là người thắng giải do ban giám khảo bình chọn? Và ai trong số những thí sinh này sẽ là người đoạt giải do chính khán giả bình chọn? Có lẽ là các thí sinh của chúng tôi đang rất là hồi hộp. Thưa quý vị, kết quả này sẽ được công bố vào cuối đêm nay. Còn bây giờ thì xin mời Top 6 lui vào trong sân khấu để chuẩn bị cho các tiết mục trong chương trình hôm nay của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn, Top 6 ngôi sao đêm nay mùa thứ 3 thưa quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chương trình văn nghệ rất phong phú và đặc sắc với phần trình diễn của các ca sĩ V-Star trong những mùa trước cùng các ca sĩ nổi tiếng từ trung tâm Thúy Nga kết hợp cùng giám khảo, huấn luyện viên và thí sinh của V-Star mùa này. Và để mở màn cho buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, một tiếng hát được quý vị yêu thích cũng là một gương mặt quen thuộc trên đài Vietface TV qua những chương trình điểm phim cuối tuần, điện ảnh giải trí cũng như những chương trình phỏng vấn nghệ sĩ. Và bây giờ, trong nhạc phẩm Đêm Lang Thang của tác giả Vinh Sử, mời quý vị chào đón tiếng hát Khánh Hoàng. Khánh Hoàng xin thân ái kính chào tất cả quý vị. Một lần nữa, có một lời chúc gửi đến cho tất cả các thí sinh của V-Star năm 2014. Chúc các em luôn thành công trên con đường sự nghiệp. Lang thang qua từng vỉa hè, biết đêm nay đi về nơi đâu. Người yêu ơi em đã xa lắm, tình yêu ơi xin vẫn khăn tan. Anh mất em đời như cánh diều băng ngang. Sống lang thang như kẻ không nhà, cách xa em nghe buồn nghĩa trang. Người yêu ơi em chắc đang vui, nào em hay anh giấc đơn côi. Gom góp kỷ niệm giây phút tình chia phôi. Em ơi thà rằng ngày xưa em đừng thề trong cuộc đời mãi mãi yêu anh, thì ngày nay anh đâu muộn phiền khi em quay mặt cho anh bỏ cuộc trong nước mưa tình. Em ơi tha rằng ngày xưa em đừng thề trong cuộc đời yêu chi anh, thì ngày nay anh đâu tuyệt vọng phong ba ngập lòng trông theo bụi hồng em bước mùa quy. Vẫn lang thang như kẻ điên, biết đêm nay đi về nơi đâu. Từ Duy Tân khu phố về ra lòng bay lá, không bước chân nào anh buốt lạnh con tim. Muốn quên em, quên đời quên mới lang thang như kẻ tha phương. Trời cho anh con số không may để yêu em mang lấy chua cay. Anh như ga nhỏ cho chuyến tàu em
rằng ngày xưa em đừng thề trong cuộc đời mãi mãi yêu anh. Thì ngày nay anh đâu muộn phiền khi em ngoảnh mặt cho anh bỏ cuộc trong nước mắt. Ngày xưa em đừng thề trong cuộc đời yêu chi anh thôi. Để ngày nay anh đâu tuyệt vọng, không mang ngập lòng trông theo bụi hồng em bước đi. Vẫn lang thang như kẻ điên cuồng, biết đêm nay đi về nơi đâu. Từ duy tâm phố công viên về giá bay lá nghe nghiêng, không bước chân nào anh buốt lạnh muốn yên. Muốn quên em, quên đời quên người, mới lang thang như kẻ tha phương. Trời cho anh con số không may để yêu em mang lấy chua cay. Anh như ga nhỏ cho chuyến tàu em qua, sống lang thang như kẻ không nhà, biết đêm nay đi về nơi đâu. Vẫn lang thang như kẻ điên cuồng, biết đi đâu đêm dài bơ vơ. Muốn quên em mới lang thang, biết đêm nay cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn nam ca sĩ Khánh Hoàng. Kính thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Trần Quảng Nam, có lẽ là tất cả chúng ta đều nhớ ngay đến nhạc phẩm nổi tiếng nhất của ông, nhạc phẩm 10 năm tình cũ. Và sau này, ông còn viết thêm nhạc phẩm 20 năm tình cũ. Và bây giờ để gửi đến quý vị nhạc phẩm này là một trong những gương mặt xứ ngôn viên ca sĩ rất quen thuộc của đài truyền hình Vietface TV đến với quý vị hàng ngày trong chương trình tin tức buổi trưa. Thưa quý vị, nhạc phẩm 20 năm tình cũ sáng tác của nhạc sĩ Trần Quảng Nam. Mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón trên sân khấu này nam ca sĩ Anh Dũng. Thêm dạ rồi tim đau không ngừng.
dòng đời vẫn chia đôi, con tim chung nhịp thở của ngày ấy yêu nhau. Bao nhiêu năm qua rồi, tình còn chẳng dây mơ. Dòng lệ chảy quanh tháng ngày trôi, sao nghe như hơi thở ngạt ngào lòng thơ mơ. Em ơi, mây bay bao năm rồi, mây bay hai phương trời, bao yêu thương ngày đầu hình như vẫn còn đây. Đời vẫn chia đôi, con tim chung nhịp thở của ngày ấy yêu nhau. Bao nhiêu năm qua rồi, tình còn tràn dây mơ. Thưa quý vị, nam ca sĩ Justin Nguyễn, anh là người mà quý vị đã bình chọn để thắng giải khán giả chọn của cuộc thi V-Star Season 2. Anh luôn đem đến những màn trình diễn sôi động và hấp dẫn cùng với những bước nhảy của mình. Và hôm nay, trong nhạc phẩm Anh Bước Đi Đi của tác giả Andy Trần, mời quý vị chào đón Justin Nguyễn. Ngày hôm qua
anh trông thấy em bước đi bên cạnh anh. Chậm lại một giây, anh vẫn nghi ngờ. Anh đã tan biến đi từ khi em cầm tay và hôn lấy ai kia. Để anh lấy đôi mình đằng sau lưng em mà em nào đâu thấy em còn ôm người ta trong chiếc áo giông mình mà anh tặng em mới hôm qua. Từ tay anh đã mua lấy, sao lại quên đi quá vội vàng để mình anh lang thang với ngơ ngàng. Hãy dừng lại đi, tình yêu ta chẳng nhau để hoài nghi. Từng lời dối gian đâu 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 đâm vào tận sâu 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 trong trái tim anh. Hãy bước đi xin đừng quay lại và đi đi đi, giờ còn lại chỉ em thôi. Sẽ nhớ mãi phút giây này anh đâm 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 vào tận sâu 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 trong trái tim anh. Hãy bước đi xin đừng quay lại và đi đi đi, giờ còn lại chỉ em thôi. Hãy đi đi. Nam ca sĩ Justin Nguyễn. Và kính thưa quý vị, sau đây Ngọc Hân rất hân hạnh giới thiệu với quý vị người nữ ca sĩ sẽ có mặt trên sân khấu ngay giờ phút này. Thưa quý vị, với hơn 50 năm đứng trên sân khấu thì cô đã chiếm được một vị trí khó lòng có thể thay đổi được trong lòng của tất cả quý khán giả yêu dòng nhạc quê hương ở khắp mọi nơi. Ngày hôm nay, trong một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, nhạc phẩm Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang, xin quý vị cùng Ngọc Hân dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón trên sân khấu này nữ ca sĩ Hương Lan. Dòng sông trôi rất dịu dàng như dải lúa vàng xuôi về phương đông. Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu Hoài Lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràng. Xe u xế u liêu phà tìm buông thiết tha, xê u liêu phàn cho cung đàn về nơi bến xa. Đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang. Đêm luôn trong thank you.
tròn như chiếc gương, giờ tóc pha sương qua gân màu tiếp một dần trăng, giờ tóc pha sương qua gân màu tiếp một dần. Một trong những tiếng hát mà được quý vị yêu thích nhất trong cuộc thi Visa Season 1 đó là nam ca sĩ Đăng Vinh. Và hôm nay trong nhạc phẩm Bài hát cho người kỹ nữ của tác giả Nhật Ngân và Duy Trung, đây là bài hát trong single music video của anh sắp được phát hành. Và mời quý vị chào đón tiếng hát Đăng Vinh. Tha tiếng cho em trong cuộc đời, ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Người đời vô tình sẫm nát thân em, người đời vô tình giày xéo lên em, người đời vô tình giết chết đời em. Em ơi em ơi, đèn màu mờ mờ, sau những cơn say thấy lòng mình có bơ vơ, và từng đêm về lòng có cô đơn, và từng đêm về hồn có đau thương, và từng đêm về lệ có đầy vơi. Ta tiếng cho em, ta tiếng cho em, nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc đưa, nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười nở như rơi, môi cười nở như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng, em hỡi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng có đơn côi, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Lòng người vô tình, em sẽ về đâu? Em hỡi em ơi, trong đèn màu mờ mờ, sau những cơn say thấy lòng mình có bơ vơ, và từng đêm về lòng có đau thương, và từng đêm về hồn có đau thương, và từng đêm về lệ có đầy vơi. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc đưa, nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày em hỡi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng có cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Lòng người vô tình,
em sẽ về đâu. Tháng năm buồn đơn côi, từng mùa đông lạnh xa xôi, lòng người vô tình em sẽ Vinh xin trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Đăng Vinh xin gửi lời chúc may mắn đến tất cả các thí sinh trong cuộc thi V-Star Season 3. Và thank you quý vị đã ủng hộ Đăng Vinh trong suốt những tháng năm qua. Thank you. Kính thưa quý vị, trong những năm trở lại đây thì nhạc sĩ trẻ Thái Thịnh đã có khá nhiều những ca khúc được quý khán giả khắp mọi nơi đón nhận. Trong đó có những nhạc phẩm như là Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu, Phút Giây Mình Chia Tay, Em Đã Từng Yêu, v.v. Và ngày hôm nay gửi đến quý vị một sáng tác mới của nhạc sĩ Thái Thịnh, nhạc phẩm Phải Chi Em Biết. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón nữ ca sĩ Lam Anh. Không ngờ từng ngày
bao giờ. Ngày không còn yêu anh nói đôi ta không hợp với nhau. Mỗi đêm trời mưa em thét lên cho vơi nỗi đau. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đây là một sáng tác rất là mới. Làm anh chưa bao giờ hát ở trên sân khấu, nhưng mà sẽ phát hành trong nay mai cái CD sắp tới của Lâm Anh. Bài này nhạc sĩ Thái Thịnh viết riêng cho Lâm Anh, và hy vọng là quý vị sẽ yêu thích bài hát này. Và bây giờ hiện ra đang rất run. Hay không quý vị? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mỗi lần hát V-Star, Lâm Anh đều cảm thấy rất là vui và hồi hộp. Giống như là ngày xưa, Lâm Anh cũng đã từng đi thi rất là nhiều cuộc thi và nhận thấy các bạn ở đây ai hát cũng hay hết. Và ngày hôm nay ai thắng ai thua không quan trọng, nhưng mà các bạn đã đứng được trên sân khấu này và học hỏi được rất là nhiều. Và Lâm Anh chúc cho tất cả các thí sinh năm nay sẽ được nhiều may mắn hơn nữa trong bước đường nghệ thuật tương lai, chứ không chỉ là trong cuộc thi này. Xin chúc các bạn may mắn và xin chúc tất cả quý vị một đêm nghe nhạc thật vui. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, năm 2007, chương trình Thúy Nga Talent Show là chương trình tuyển lựa tài năng đầu tiên do Trung tâm Thúy Nga tổ chức. Và Trung tâm Thúy Nga đã phát hiện một tài năng và nâng đỡ. Cho đến nay, anh đã là một ngôi sao tỏa sáng trên nền trời âm nhạc của người Việt tại hải ngoại. Nhờ sự ủng hộ của quý vị trong nhiều năm qua. Và hôm nay, trong nhạc phẩm Người Yêu Cũ của tác giả Phan Mạnh Quỳnh, mời quý vị chào đón tiếng hát Mai Tiến Dũng. Chẳng thấy nhau, em sống ra sao, yêu người thế nào. Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến em, rồi hòa đêm đen, làm sao anh quên. Những năm tháng anh trở về lối xưa, em có biết không, trong anh vẫn rung động. Cảm giác quay về, nhưng giờ em với anh chỉ là người yêu cũ. Chạy đi vội vàng, rồi ngày mình xa nhau cùng đến, rồi từng nhớ nhung làm em muộn phiền nên đã đổi thay. Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau, em sống ra sao, yêu người thế nào. Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến em, rồi hòa đêm đen, làm sao anh quên. Nhiều năm tháng anh trở lại lối xưa, em có biết không, trong anh vẫn rung động. Cảm giác quay về, nhưng giờ em với anh chỉ là người.
yêu cũ. Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau. Em sống ra sao, yêu người thế nào? Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến em, làm sao anh quên? Nhiều năm tháng anh trở lại lối xưa. Em có biết không, trong anh vẫn rung động cảm giác quay về. Nhưng giờ em với anh chỉ là người yêu cũ. Ký ức vẫn còn, nhưng giờ em với anh chỉ là người yêu cũ. Mai Tiến Dũng xin cảm ơn những chào hỏi tay vừa rồi quý vị đã dành cho Mai Tiến Dũng cũng như ca khúc Người Yêu Cũ. Rất vui khi đến vị đêm nay nhìn xuống khán đài, quý vị đã đến đây đông đủ cổ vũ cho các thí sinh cũng như là các anh chị em nghệ sĩ. Mong rằng các thí sinh chúng ta đêm nay sẽ có một kết quả rất là vui và cũng như là mình mong đợi. Và mến chúc quý vị một đêm nghe nhạc thật là vui vẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nam ca sĩ Bảo Khánh chính là người ca sĩ đoạt được giải thưởng giám khảo chọn của V-Star Season 2. Và mới đây thì Trung tâm Thúy Nga cũng đã phát hành cho anh CD đầu tiên với tựa đề là Đêm Trao Kỷ Niệm, gồm có những nhạc phẩm được yêu thích nhất của nam ca sĩ Bảo Khánh và được anh trình diễn rất thành công trên các sân khấu của Paris by Night. Ngày hôm nay, gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, nhạc phẩm Chuyện Tình Sông Hương. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn, nam ca sĩ Bảo Khánh. Cho Huế buồn, Huế dần nghìn thu. Nhìn thu dòng tóc buông rối hờn, giờ nghe gió qua lòng lặn từng cơn nhớ mong. Ngày đó sông Hương chưa từng biết vẫn còn bé dài lòng son, tài ăn thề thốt chi lỗi thề, trừ sống nước nghe rồi tôi tin em đợi chờ. Đêm nay trăng về vòng tiếng dòng hương. Từ đó sông Hương biết dần biệt. Thank you.
trên bến sông tháng ngày mong mỏi mong mòn vì ai vẫn còn ngát thơm một dòng hương từ đó sông hương biết dần biệt năm nhớ người nước lụt tràn dâng tình yêu chưa hóa ra oán hận vì ăn trót sai lời hẹn hò chi huế lì xì cho con. Dạ, dạ cảm ơn cô. Thật ra hôm nay Khánh mặc cái áo dài này, Khánh rất là không biết là quý vị thấy cái áo dài này như nào ạ? Bởi vì một ca sĩ mà đứng lên sân khấu thì cũng mong muốn làm một điều gì đó tốt nhất để cho gửi tặng cho quý vị. Và những cái tràng vỗ tay cũng như là tình thương của quý vị đêm nay làm Khánh nhớ lại cách đây một năm cũng trên sân khấu này, Khánh đã vinh dự nhận được cái giải thưởng là cao quý nhất của cái cuộc thi Vista. Và hôm nay, sau đêm nay thì bầu trời ca nhạc hải ngoại sẽ xuất hiện thêm nhiều cái giọng ca mới được bước ra từ Vista. Và Khánh chúc cho tất cả các em, các bạn luôn luôn được sự yêu mến của tất cả quý vị, của khán giả đã theo dõi Vista. Và được không ạ? Quý vị có yêu mến các ca sĩ bước ra Vista đúng không ạ? Dạ. Và Khánh xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn. Thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính với vô số bài hát nổi tiếng, nhưng riêng với nhạc phẩm Không đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được hát lại bởi những ca sĩ ngoại quốc. Và hôm nay, cùng với nhạc phẩm này sẽ được trình diễn qua tiếng hát nữ ca sĩ Diễm Sương. Brothers Band và bắt đầu với K-Mod Hoàng Bảo.
On keyboard, Phạm Tuấn Hương. Trong khán phòng ngày hôm nay, cho phép Diễm Sương được cảm ơn sự ủng hộ cũng như là yêu thương của tất cả quý khán thính giả. Và cũng nhân đây, cho phép Diễm Sương được gửi lời chúc may mắn nhất trong đêm trao giải ngày hôm nay đến với tất cả những thí sinh của chương trình V-Star. Thank you so much everyone. Thưa quý vị, chương trình V-Star trong 3 năm vừa qua đã được sự ủng hộ của quý vị khắp nơi trên thế giới. Và chương trình của chúng tôi không thể nào thành công được như vậy nếu không có sự ủng hộ của các nhà tài trợ. Và riêng đối với chương trình V-Star Season 3 năm nay, chúng tôi xin cảm ơn 5 nhà tài trợ chính. Trước hết, xin cảm ơn công ty Apogee Phương pháp dưỡng da an toàn của Dr. Kimberly. Công ty điện thoại V247 The Right Choice. Công ty dược thảo toàn chân. Công ty Lover's Hair và sản phẩm stem yến ngọc toàn khang của công ty Forever Life. Kính thưa quý vị, và lúc này đây chúng tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến với các cơ sở thương mại sau đây đã hỗ trợ thực hiện V-Star Season 3. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn First Consulting Group, Wellspar, Văn phòng Thẻ Xanh, Nhà Thuốc Bắc Tân Xanh, Highmark Loan, Kỳ Duyên House, Công ty Shurehi, DirecTV, Ten Lê Yến, MC Spa Franchise,
và Odyssey Now Systems. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà bảo trợ của cuộc thi V-Star Season 3. Thưa quý vị, nếu như quý vị theo dõi chương trình V-Star từ Season 1, 2 and 3 cho đến nay, thì chắc chắn quý vị sẽ nhớ ba gương mặt sau đây. Trước hết, Season 1 đó là Bon Nguyễn, và năm nay có hai gương mặt mới mà gây ấn tượng và vẫn còn ở đây với chương trình Visa của chúng tôi, đó là Nha Nguyễn và Khải Đăng. Đây là ba anh em đến từ Alaska, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, ba anh em đến đây để theo đuổi ước mơ của mình. Cho nên trong những năm tháng vừa qua cũng rất là chật vật, làm nhiều nghề khác nhau để mưu sinh, để theo đuổi ước mơ của mình cho đến ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bon Nguyễn đã viết một nhạc phẩm để dành tặng cho quý khán giả của đêm trao giải V-Star Season 3, nhạc phẩm Hoang Mang. Một tràng pháo tay thật lớn phần trình bày của ba anh em Bon Nguyễn, Nha Nguyễn và Khải Đăng. Con đường tôi đi và điều tôi chọn là đúng.
đúng hay sai, giữa không gian tâm tối, tâm hồn say men, tôi nuốt trôi đi bao tháng năm hận thù. Có ai cho tôi biết thiên đường nơi đâu, để tôi với lời chúa ánh sáng hy vọng, phía chân mây tâm tối kia bình minh lên, trời xanh mở lối tôi trở về. Bon Nguyễn, Khải Đăng, Vận Nha Nguyễn ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, trong đêm chung kết vừa qua, đại diện cho Trung tâm Thúy Nga, Giám đốc Trung tâm cũng là CEO của Đài Việt Face TV, cô Marito đã có lời cảm ơn đến những sponsor của chương trình V-Star. Thưa quý vị, nếu không có những sponsor này thì chương trình V-Star không thể nào chấp cánh cho những ước mơ, những tiếng hát trẻ của chương trình V-Star này. Và bây giờ Trung Tấn xin giới thiệu đến quý vị một trong những nhà tài trợ chính của cuộc thi V-Star năm nay. Mời quý vị chào đón Dr. Kimberly của Apogee. Trước hết, đại diện cho ban tổ chức của chương trình Visa, xin cảm ơn Dr. Kimberly cũng như Apogee. Thì trong 2 năm vừa qua là nhà tài trợ chính, thì Dr. Kimberly có những suy nghĩ nào về cuộc thi cũng như về những thí sinh đã tham gia cuộc thi ạ? Dạ, thưa Kimberly, xin kính chào quý khán giả của chương trình Visa. Trước khi trả lời câu hỏi của anh Trung Tấn, Kimberly xin chia sẻ một chút xíu là trước khi lên sân khấu hôm nay, Kimberly có gặp một cô bé. Cô nói, chị ơi, hôm nay chị ca cái gì ạ? Kimberly trả lời là nếu chị lên ca, chị không ca em, nhưng mà nếu chị lên ca là chắc chắn chị Tô Ngọc Thủy sẽ kéo chị xuống liền. Nhưng chị chỉ tango thôi. Chắc chắn quý vị đã coi cái chương trình tango, cái quảng cáo tango của Kimberly. Cảm ơn quý vị. Và Kimberly xin trả lời câu hỏi là chương trình V-Star, Kimberly muốn cảm ơn chị Tô Ngọc Thủy cũng như Trung tâm Thúy Nga và ban tổ chức của V-Star đã cho công ty của chúng tôi cơ hội để tham gia bằng cách bảo trợ cho 2 năm vừa qua. Kimberly rất hạnh diện. Đây cũng là một cái truyền thống của người Việt Nam hải ngoại nói riêng và của nền văn hóa Việt Nam nói chung. Kimberly rất cảm ơn và cũng không quên cảm ơn các thân chủ của Kimberly đã tín nhiệm công ty chúng tôi trong suốt 25 năm qua. Kimberly rất cảm ơn và thành thật cảm tạ. Và một lần nữa, kính thưa quý vị, Dr. Kimberly Apogee. Và tiếp sau đây sẽ là 2 tiếng hát được kết hợp trong chương trình V-Star Season 3 trong nhạc phẩm Cơn Mưa Tình Yêu của nhạc sĩ Mạnh Quân. Mời quý vị chào đón Phương My và Nguyễn Khanh. Mùa thu xa lắm để nỗi
vắng sương mù. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Và cơn mưa ngoài trời đêm gió chia tay rồi. Nguyễn Khanh và Phương My xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay để ủng hộ cho chương trình V-Star, và một lời cảm ơn trân trọng nhất và chân thành nhất đến tất cả những quý vị đã theo dõi và ủng hộ suốt ở chương trình suốt thời gian vừa qua, và hy vọng là quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và luôn ủng hộ để Trung tâm Thúy Nga sẽ có những chương trình hay và ấn tượng hơn nữa, được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, nhạc phẩm Phía Nào Đến Chân Trời của tác giả Việt Anh. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát nữ ca sĩ giám khảo Thu Phương. Thu Phương xin được kính chào quý khán thính giả có mặt tại đây ngày hôm nay. Và cũng xin kính chúc quý vị có một đêm thưởng thức nghệ thuật thật nhiều niềm vui và sẽ mang đến những khoảnh khắc thật là tuyệt vời đêm nay. Và xin được gửi tới quý vị lời chào trân trọng. Wow. Kính thưa quý vị, sở dĩ Thu Phương chưa dám bắt đầu hát ngay là bởi vì trong suốt mùa thi V-Star thì với một cái vị trí ngồi ở dưới làm giám khảo để xem, nhận định và cũng như cùng với những vị giám khảo tìm kiếm những giọng hát mới. Và Thu Phương còn nhớ giám khảo khách mời Quang Lê có nói là khi ngồi ở đó có quá nhiều áp lực và bước lên sân khấu này thì mới thấy được là chính mình và mới thấy sân khấu này phù hợp với mình nhất. Thì cá nhân Thu Phương sau mấy tháng như vậy, Thu Phương rất hiểu và cũng rất là thông cảm với những khó khăn mà các em thí sinh đã phải trải qua. Và hôm nay với cá nhân Thu Phương quay trở lại trên sân khấu này đúng cái vai trò của mình. Vì thế cho nên Thu Phương xin phép được chia sẻ một chút để mình bình tĩnh hơn, để có thể giới thiệu với quý vị một ca khúc. Đây là một bài hát rất mới và Thu Phương đã dành ca khúc này làm chủ đề cho album mới nhất của mình,
đã phát hành được vài ngày gần đây trên mạng online, tất cả những mạng âm nhạc Việt Nam, và đã nhận được rất là nhiều sự yêu thương của khán giả. Và hôm nay cũng tại sân khấu này, Thu Phương xin được gửi tặng ca khúc này đến tất cả những người phụ nữ. Và bài hát ấy, trong bài hát này có rất là nhiều, có thấy bóng dáng và thấy thân phận của những người phụ nữ suốt đời tìm kiếm hạnh phúc, và có thể đâu đó rất mong manh khi tỉnh ra thấy mình rất lênh đênh trong tình yêu của mình. Và Thu Phương mời quý vị cùng thưởng thức Phía Nào Đến Chân Trời của tác giả Việt Anh. Phía nào đến chân trời,
chuyến xe về phía nào đây. Xin cảm ơn cô. Dạ. Và kính thưa quý vị, Thư Vương xin trân trọng giới thiệu với quý vị nhạc sĩ Ngọc Trác. Và xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong thời gian qua, quý vị đã yêu mến và cũng ủng hộ và cũng có nhiều những ý kiến đóng góp để cho Thư Phương có thể trong một cái vai trò rất mới của mình là ngồi đó trong với tư cách là một giám khảo của cuộc thi V-Star. Và xin được cảm ơn quý vị và trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Lam Phương bắt đầu sáng tác từ năm ông mới có 15 tuổi thôi. Và với hơn 200 tác phẩm thì nhạc sĩ Lam Phương là một trong những người nhạc sĩ tiêu biểu nhất với nhiều sáng tác nổi tiếng được yêu mến nhất của nền tân nhạc miền Nam Việt Nam. Và Trung tâm Thúy Nga cũng đã thực hiện 4 chương trình với dòng nhạc của Lam Phương, đó là DVD Paris by Night số 22, số 28, số 88 và số 102. Và ngày hôm nay, đêm trao giải của cuộc thi V-Star có sự hiện diện của nhạc sĩ Lam Phương. Rất vinh hạnh, thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho nhạc sĩ Lam Phương. Biết là việc đi lại của ông rất là hạn chế và khó khăn, nhưng ông vẫn dành rất nhiều tình cảm ưu ái cho Trung tâm Thúy Nga, cho Vietface TV và cho chương trình V-Star. Cho nên ngày hôm nay, ông đã cố gắng đến đây để tham dự chương trình, một vinh hạnh rất lớn cho chúng tôi. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Lam Phương rất nhiều. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị một liên khúc gồm có 3 sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương: Ngày Buồn, Duyên Kiếp và Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi. Đây sẽ là sự kết hợp của hai trong những thí sinh được yêu mến nhất và tạo được nhiều sự chú ý nhất của cuộc thi V-Star năm nay, đó là Hoàng Nhung và Ngọc Ngữ cùng với giám khảo nam danh ca Thái Châu. Xa nhau muôn đời,
dẫm nát hồn tôi. Em ơi nếu mong không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Đường đời bị mù và ném về đâu? Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu. Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan chờ chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen mà em ứng hồng vì quá thẹn thùng. Em ơi nhớ chẳng thua bấy lâu thành lời. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phải nhòa. Thầy Châu xin trân trọng kính chào tất cả quý vị có mặt trong đêm nay, và thay mặt cho hai em đây
Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và thành công trong đời sống. Xin cảm ơn và cũng nhân đây thì... cảm ơn em nhiều. Và chúng tôi, ba anh em chúng tôi cũng rất là vinh dự và hạnh phúc được nhạc sĩ Lam Phương đến để mà tham dự cái buổi trình diễn hôm nay, cũng nhân cái buổi công bố kết quả chung kết của V-Star 2014 thì chúng em đây có một cái liên khúc như thế này và rất là hạnh phúc và rất là được hân hạnh được anh Tấn đến xem. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Mấy em có muốn nói gì với lại khán giả, với lại nhạc sĩ Lam Phương không? Dạ, bữa nay thì cháu cũng có hơi sơ sót thì cháu cũng xin lỗi, tại vì mấy bữa nay nó gom lại và cháu cũng không đủ thời gian để cháu tập nữa, thì có gì sơ sót thì cháu xin lỗi. Tha thứ tác giả. Rồi tới em đi. Dạ, Hoàng Nhung xin được kính gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân yêu nhất ạ. Dạ, xin cảm ơn. Và hôm nay Hoàng Nhung rất là vui khi được đứng đây, được diễn cùng chú Thái Châu và cùng bạn Ngọc Ngữ. Và không kêu vậy đi, tôi đỡ phiền cho tôi đó. Chứ hôm rồi hổng rài là bầm dập hết trơn rồi. Thương tôi chút xíu nha. Dạ, ca khúc này thì ba anh em đi hả? Dạ, ba anh em cũng mới vừa tập xong ạ. Dạ, thành ra là xin được như một món quà xin được kính tặng đến tất cả quý vị và xin được kính chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật là vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thưa quý vị, chương trình V-Star Season 3 năm nay rất hân hạnh có sự góp mặt của nhạc sĩ Ngọc Lễ cùng với ca sĩ Phương Thảo trong vai trò huấn luyện viên để giúp đỡ các thí sinh trong những vòng loại cuối của cuộc thi. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Phương Thảo là một tên tuổi đã nổi tiếng trong nước trong nhiều năm qua. Cùng với nhạc sĩ Ngọc Lễ có rất nhiều nhạc phẩm được quý vị yêu thích. Và hôm nay, trong phần trình bày của nhạc sĩ Ngọc Lễ, ca sĩ Phương Thảo cùng với hai cô con gái có hai cái tên rất là dễ thương, đó là bé Na và bé Nấm. Một tràng pháo tay cho gia đình Ngọc Lễ và Phương Thảo. Phương Thảo Lễ chỉ có hai đứa con gái đây, là bé Na và bé Nấm. Bé Thảo. Không biết trong căn phòng đây có anh chị nào cũng chỉ có hai đứa con gái như Phương Thảo Lễ không? Dạ, bên đây. Ôi trời. Có không ạ? À? Dạ, cứ mạnh dạn đi, ở đây mình thật thà với nhau ạ. Thấy không có nhiều ha? Hình như chỉ có Lễ với anh Bảo với anh Trác nghe nhạc là cùng cảnh ngộ thôi. Còn các anh chị đây là có con trai cả. Chắc là uống thuốc gì không biết. Thì Phương Thảo Lễ chỉ có hai đứa con gái thôi. Bạn bè gặp cứ lo lắng cho Phương Thảo Lễ. Cứ bảo Lễ ơi, ráng kiếm đứa con trai đi. Mà Lễ chẳng biết ráng thế nào bây giờ. Thì thôi, làm bài hát để giải bày. Hôm nay xin hát tặng các anh chị các bạn ở đây, đặc biệt những anh chị các bạn nào có cùng cảnh ngộ với Phương Thảo Lễ. Bài hát mang tên Một Ông Ba Bà. Âm thịnh dương suy nhà mình, âm thịnh dương suy. Âm thịnh dương suy nhà mình, âm thịnh dương suy. Một ông ba bà, một ông mà có ba bà. Ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba. Ba buồn không ba nhà mình, âm thịnh dương suy. Anh buồn không anh nhà mình, âm thịnh dương suy. Một ông ba bà, một ông mà có ba bà. Ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba.
âm thịnh dương suy nhà mình, âm thịnh dương suy. Âm thịnh dương suy nhà mình, âm thịnh dương suy. Mình tôi ba bà, mình tôi mà có ba bà. Ba 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 ba. 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 Hân nghe bài này mà nghe cái anh đứng bên hông sân khấu, anh ấy nói đâu cần chỉ tới ba bà, nhà tôi có mình tôi với vợ tôi cũng âm thịnh dương suy rồi. Một tràng pháo tay thật lớn cho gia đình Phương Thảo, Ngọc Lễ và bé Na, bé Nấm, thưa quý vị. Thưa quý vị, ca nhạc sĩ Đình Bảo là một trong những huấn luyện viên của V-Star mùa này. Và bây giờ, trên sân khấu này, Ngọc Hân xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Thôi Anh Hãy Về, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện với phần trình bày của huấn luyện viên ca nhạc sĩ Đình Bảo kết hợp cùng hai thí sinh V-Star mùa này, Tuấn Anh và Trương Hương Xuân. Quanh mù khơi ngồi ôm thương nhớ, nghe con tim anh lạnh giá. Em đâu có ngờ mối duyên đâu tựa như chiếc lá thu xoay trong bão giông, ngỡ duyên mình được đợi chắp cánh bay. Tình sao chua xót nhói trong anh từng đêm. Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Nghe đêm đang thở dài, tình chót trao nay xa thật rồi. Biết không người, dòng lệ trào trên mắt ai. Xưa phố quen từng bàn chân, si xưa có nhau đến bây giờ còn bước anh cô đơn lạc loài. Thôi anh hãy về, cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua. Em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên. Chờ cơn mưa đến
hết nỗi đau triền miên. Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Trào trên mắt ai xưa qua bao phố quen từng nhịp chân khi xưa có nhau để bây giờ còn bước anh cô đơn lạc loài. Thôi em hãy về cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua. Sẽ chôn vui tình đầu tiên khó quên. Chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau triền miên. Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau. Xin kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, một trong những huấn luyện viên đã đồng hành với cuộc thi V-Star trong 3 năm qua. Mời quý vị chào đón nhạc sĩ Sĩ Dự. Sĩ Dự xin được nói chào tất cả quý vị đến với chương trình V-Star năm nay. Và xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị. Thưa anh là người nhạc sĩ cũng là huấn luyện viên đã theo chương trình V-Star trong 3 năm qua, thì anh có nhận xét gì riêng đối với cuộc thi V-Star năm nay và những thí sinh, và nhất là những thí sinh mà anh đang huấn luyện trong năm nay? Để trả lời câu trung tấn cũng như là trả lời quý vị là năm nay như dự thấy là các thí sinh đến với chương trình V-Star rất hay. Nhiều em còn rất trẻ nhưng rất là tài năng. Điều đó cho thấy một điều rằng là càng ngày càng có nhiều những em có triển vọng về âm nhạc, nói chung là đến từ khắp nơi trên thế giới nhưng mà tụ họp về tại Vườn Cam, thì tôi thấy năm nay các thí sinh hay hơn năm trước. Và Trung Tấn cũng được biết là những thí sinh trong nhóm của anh thường đi tập hát practice thì hay đến cái hội quán Lạc Cầm của anh, thì anh có thể nói sơ về cái hội quán Lạc Cầm của anh? Quảng cáo đúng không ạ? Free đó. Cảm ơn Trung Tấn. Kính thưa quý vị, các em trong group của Dự là cũng có một cái may mắn là nằm trong group của Dự, thì Dự tạo cái cơ hội điều kiện để cho các em cọ sát trên sân khấu nhỏ của Lạc Cầm với cái lượng khán giả ngồi sát như thế này nè, mà mọi người im thiên thít, là chỉ nhìn lên thôi, nhiều em rất là run lên hát không được, thì Dự cũng nói với các em là gì, đây là cơ hội cho các em cọ sát. Khi mà em chơi sân khấu nhỏ này em đã chịu được, thì khi em ra sân khấu lớn em sẽ đỡ sợ sệt hơn, cũng như là em sẽ chững chạc hơn. Và đó là cái điều kiện mà Dự gửi đến cho các học sinh của Dự trong kỳ thi. Thưa quý vị, hội quán Lạc Cầm ở sát bên Phước Lộc Thọ là một không gian nhỏ, nhưng
rất là thuận tiện cho những thí sinh và tất cả những quý vị nào yêu thích âm nhạc và muốn trở thành ca sĩ, bởi vì có rất nhiều các bạn trẻ từ sân khấu lạc cầm mà đã đến những sân khấu lớn như quý vị đã biết là Anh Tú và Thiên Tôn trước khi thắng giải Vista là đã trình diễn tại lạc cầm trong nhiều năm tháng và sau đó đã lên sân khấu của Paris by Night và được quý vị ủng hộ rất nhiều trong những năm vừa qua. Và thưa quý vị, ngay sau đây một liên khúc Đâu Phải Bởi Mùa Thu của nhạc sĩ Phú Quang cùng với Về Đây Em của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nhạc sĩ Lê Sĩ Dự, Huy Tuấn và Lê Quang. Sông tố em ru gì cho ta qua bao ngày vui vã, câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng, thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dưa lan sút rơi nhiều đâu. Một thời đam mê một đời giông tố, em ru gì cho ta qua bao ngày phôi pha, câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng, thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dưa lan sút rơi nhiều đâu phải bờ mùa thu, thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dưa lan sút rơi nhiều đâu phải bờ mùa thu. Và mùa đông lạnh lùng buốt xa, nỗi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa, trong tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay. Về đây em tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết, và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say.
một trời ân ái. Mình hãy sống buông lời thời gian, ta bên nhau quên hết ưu sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lời thời gian. Ta bên nhau quên hết ưu sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Kính thưa quý vị, bây giờ Ngọc Hân xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón thêm một vị huấn luyện viên nữa của cuộc thi Ngôi Sao Đêm Nay mùa này. Anh cũng là giám đốc của trường âm nhạc VQT Music Academy. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn chào đón nhạc sĩ Vũ Quang Trung. Vũ Quang Trung, lời đầu tiên xin gửi tới quý vị khán giả lời chào thân ái nhất và chào Ngọc Hân. Thưa anh Vũ Quang Trung, thì trong suốt thời gian qua có lẽ là quý khán giả cũng đã được nhìn thấy trên các quảng cáo trên đài truyền hình Vietface TV là với trường âm nhạc VQT Music Academy của mình, thì anh đã đào tạo những mầm non trẻ cho những tương lai âm nhạc của Việt Nam tại hải ngoại. Thì đối với riêng bản thân anh nghĩ như thế nào? Anh có lạc quan về tương lai âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại này hay không? Đây là một câu hỏi rất là hay của Ngọc Hân, bởi vì Vũ Quang Trung cũng có hơn 25 năm hoạt động trong âm nhạc, được biết như là một cái người thầy giáo cũng như một người nhạc sĩ và một người music producer. Thì cái việc mà những cái cuộc thi V-Star như này có thể nói là rất là cần thiết, bởi vì như quý vị thấy rằng là Trung tâm Thúy Nga hàng năm thì tổ chức thường là 4 cuốn video, và quý vị đã xem rất nhiều các anh chị và các bạn trẻ biểu diễn, nhưng mà người Việt tại hải ngoại chúng ta có tới hơn 3 triệu. Nếu không có những cái cuộc thi như thế này thì làm sao có điều kiện mà các em có thể thể hiện được, có cái cơ hội để mà cho thấy được cái khả năng của mình. Đâm ra là Vũ Quang Trung thấy rằng là những cái cuộc thi như thế này có thể nói là rất là cần thiết cho cái cộng đồng của người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Và một cái điều quan trọng, rất là quan trọng, có thể thấy là cái sự ủng hộ của quý vị ở đây không phải chỉ ủng hộ cho Trung tâm Thúy Nga, không phải chỉ ủng hộ cho những cái em ở trong cái thí sinh trong cái cuộc thi V-Star, mà quý vị đang ủng hộ cho cái nền âm nhạc của Việt Nam tại hải ngoại, và chính quý vị đang ủng hộ cho cái món ăn tinh thần của quý vị. Xin cảm ơn nhạc sĩ Vũ Quang Trung rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và bây giờ để liên tục chương trình, Ngọc Hân xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng đàn của chính nhạc sĩ Vũ Quang Trung và hai thí sinh cuộc thi V-Star năm nay trong đội của nhạc sĩ Vũ Quang Trung, đó là Trung Dũng và Đoàn Trọng, trong một liên khúc gồm có tất cả những nhạc phẩm mà Trung Dũng và Đoàn Trọng đã thể hiện rất thành công trong cuộc thi năm nay của mình. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Làn da cháy nắng, vai còng nhấp nhô, cuống đôi chân ông đạp qua bao phố phường, giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn, bữa
cơm no, chiếc áo mới đến trường. Đứa con nào đâu thèm nghĩ suy, ngày qua chỉ tránh cha cửa hàng. Nó luôn mong ước như chúng bạn, và cha của nó không là ông. Thời gian cứ thế vô tình lướt qua, đứa con này lại làm cha như bao người. Chợt trong ký ức bóng người cha già, gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn. Dáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhàn nhòa. Nỗi đau từng đêm dày xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Dáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhàn nhòa. Ước mong một ngày trời nắng hồng, tuổi thơ về với bóng hình cha. Anh mắt em xanh hay mùa xuân đang về, gói thuốc băng qua ly cà phê. Tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về. Nói cùng em câu gì? Yeah, yeah. Ly cà phê như muốn hát, hát cùng em câu gì? Bay theo làn khói, vẽ mùa xuân long lanh. Bay theo làn tông, vẽ tình yêu mong manh. Ánh mắt em xanh hay mùa xuân đang về, gói thuốc băng khoăn ly cà phê. Tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về, ánh mắt soi trong ly cà phê. Tuổi thơ có mong thường trách cha vì không chứ con được như tôi giống người ta. Từ miếng ăn đến quần áo mà tôi đều thua xa, bỗng ngồi chiếc xích lô cha chẳng có gì cả. Đến một ngày không còn cha, con mới nhận ra bao năm qua cha vì con hy sinh đâu buồn cách mấy. Nhưng cha vẫn lặng thinh, đơn giản chỉ muốn gánh mọi thứ một mình. Con đã sai và không thể làm lại dù dáng cha đã bước xa mãi mãi. Giọt nước mắt có lăn dài, con biết con chẳng thể quay về những ngày tháng khi cha còn tồn tại. Thèm khát mọi tiếng cha như những ngày xưa, nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa. Như thế hằng đêm con lại nhớ về cha, một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa.
Thưa quý vị, và sau đây nhạc phẩm Nếu chỉ còn một ngày để sống của nhạc sĩ Hoài An. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát Hoàng Anh Khang, Hoàng Hiệp cùng với nữ ca sĩ giám khảo Thu Phương. Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà để tôi thăm làng xưa muôn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người cho tôi êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta tạ ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời tranh vênh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn xuôi đôi tay đi giữa hương đời. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ đời nhỏ. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta tạ ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời tranh vênh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta tạ ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người xuôi đôi tay. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn
sống đời. Cảm ơn mọi người cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Và kính thưa quý vị một lần nữa, Hoàng Hiệp, chị Thu Phương và Hoàng Anh Khang. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ là giây phút được chờ đợi nhất, không chỉ trong đêm nay mà còn trong suốt mùa thi V-Star vừa rồi. Thưa quý vị, giây phút công bố giải thưởng của cuộc thi Ngôi Sao Đêm Nay Season 3. Và bây giờ, trước khi công bố giải thưởng, mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự trở lại sân khấu của Top 6 cuộc thi Ngôi Sao Đêm Nay mùa thứ 3. Đây là giây phút hồi hộp, giây phút được chờ đợi nhất từ đầu mùa thi đến giờ. Thưa quý vị, ngoài hai giải thưởng quan trọng nhất, đó là giải do ban giám khảo chọn và giải do quý khán giả bình chọn, thì cuộc thi V-Star Ngôi Sao Đêm Nay mùa này còn có 5 giải thưởng phụ của các nhà bảo trợ đã giúp đỡ cho các thí sinh. Và giải thưởng phụ đầu tiên trong đêm nay, Ngọc Hân xin được công bố, đó là giải thưởng dòng nhạc được yêu thích nhất. Giải thưởng này được bảo trợ bởi Lomi Lashes by Daniel Phú. Và một tràng pháo tay thật lớn cho đại diện từ công ty Lashes by Daniel Phú, Mr. Daniel Phú. Anh Daniel Phú, xin mời anh có vài lời gửi đến quý khán giả cũng như các thí sinh trước khi mình trao giải thưởng này ạ. Chưa hết, Daniel xin kính chào quý khán giả có mặt trong đêm hôm nay và tất cả khán giả ở mọi nơi trên thế giới để xem chương trình V-Star của Vietfay TV. Một lời chào thân thương và quý mến nhất. Trong 3 cuộc thi năm 2012, 13 và 14, Daniel vừa xuất hiện 3 chương trình để trao giải thưởng cho thí sinh. Daniel nhớ là năm thứ nhất Daniel trao giải thưởng cho Trung Dũng. Và năm thứ hai, Daniel trao giải thưởng cho Tuấn Quỳnh. Và không biết là đêm hôm nay, Daniel không có bật mí liền bây giờ. Nhưng mà trong cái chương trình của hai kỳ rồi đó, rất tiếc là người mà Daniel trao giải đó là thí sinh nam, cho nên không phải là thí sinh nữ, cho nên Daniel không gắn được lông mi. Và Daniel á, 3 năm và Daniel có theo dõi chương trình và đi với các vị giám khảo, và trong đó có một giám khảo mà được mời đến để làm giám khảo trong nhiều năm, mà người này đã cùng Daniel có một ý tưởng giống nhau, đó là chị Ý Lan. Ngọc Hân có biết sao không, chị Ý Lan đó, khi Phương My cất giọng hát lên thì chị Ý Lan nói là khi Phương My cất giọng hát thì ánh mắt của Phương My hát theo bài hát đó. Nhưng mà quý vị có biết không, trong 3 năm rồi, Daniel cũng vẫn nhìn vào mắt của những thí sinh vì coi lông mi của họ có dài hay không. Chứ không phải là coi là hát hay là hát dở. Cái này bệnh nghề nghiệp thưa quý vị. Cho nên hôm nay Daniel đã tìm được Tử Nha, tìm được Bá Kỳ rồi. Thưa quý vị, và bây giờ giải thưởng phụ dòng nhạc được yêu thích nhất với trị giá giải thưởng là 3.000 Mỹ Kim với sự tài trợ của Lomi Lashes by Daniel Phú sẽ được trao cho thí sinh. Xin được chúc mừng thí sinh Ngọc Ngữ. Cho Daniel nói một cái cơ hội là cái chương trình thường thường đó là giải trao tiền mặt phong Ngọc Hân thường thường là 2.000,
Nhưng mà đối với chương trình của tặng cho Ngọc Ngữ đó, để nhau tặng thêm 1,000 nữa là 3,000. Quý vị biết sao không? Em đáng lẽ là em trao cái tiền 1,000 anh tặng thêm này đó là cho chị Thu Phương với chị Ngọc Hân. Tại vì á là em bận bộ đồ màu kem mà em không thay đổi hoài. Anh ngồi ở dưới nhờ chị Ngọc Hân mà nhắc nhở cho anh thấy vậy, anh cho thêm 1,000 để mua quần áo. Rồi. Vậy là Ngọc Ngữ phải cảm ơn giám khảo Thu Phương và Ngọc Hân. Bây giờ xin mời anh Trang Nhiều Phú trao giải thưởng cũng như bó hoa đến cho thí sinh Ngọc Ngữ. Xin được chúc mừng cho thí sinh Ngọc Ngữ thưa quý vị. Và mời Ngọc Ngữ có vài lời đến với anh Trang Nhiều Phú khi mà nhận được giải thưởng này. Dạ, em xin cảm ơn. Em cũng không biết nói gì. Và em cũng xin cảm ơn sự ủng hộ và em sẽ mua bộ đồ mới mặc. Xin cảm ơn anh Trang Nhiều Phú rất nhiều. Vậy là không gắn được lông mi nữa rồi. Vậy là người thứ ba. Trước khi anh đến với chương trình này, anh biết là cưng có một cái giọng hát rất là bình, chính nghĩa là không cần đời, và giọng hát cũng không trao chuốt, không cần đời, và mặc bộ đồ cũng không cần đời. Nhưng mà sau đây á là rất là bình thường, nhưng mà sau V-Star này đó cũng biến thành phi thường nha. Xin cảm ơn anh Trang Nhiều Phú rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được công bố giải thưởng phụ thứ hai của cuộc thi V-Star Ngôi Sao Đêm Nay Season 3. Thưa quý vị, đây là giải thưởng thí sinh ăn ảnh nhất với trị giá là 2,000 Mỹ Kim tiền mặt. Giải thưởng này được bảo trợ bởi công ty Surehi. Và bây giờ, một tràng pháo tay thật lớn đại diện từ công ty Surehi, cô Ánh Liên. Ánh Liên xin được trân trọng kính chào tất cả các quý vị tại trong Sài Gòn Performing Arts và tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình Final của V-Star Season 3. Xin kính chúc quý vị một đêm thật là vui, dồi dào sức khỏe và lúc nào cũng được hạnh phúc như bây giờ. Ánh Liên rất là hân hạnh được làm người đại diện cho công ty Surehi Nhật Bản với những sản phẩm để chúng ta có thể cùng nhau khỏe từ trong ra ngoài. Xin cảm ơn Ánh Liên. Và bây giờ thưa quý vị, thí sinh đoạt giải thưởng phụ, thí sinh ăn ảnh nhất của cuộc thi V-Star Ngôi Sao Đêm Nay mùa này, chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh Tuấn Anh. Em dễ thương quá, em xứng đáng nhận giải này. Xin mời Tuấn Anh có vài lời. Dạ, em rất cảm ơn chị. Sau này em sẽ có cái để em đi khoe với bạn bè là em đi thi hát mà được giải ăn ảnh. Một lần nữa chúc mừng cho Tuấn Anh và xin cảm ơn đại diện từ công ty Surehi. Thưa quý vị, và giải thưởng tiếp theo cho thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất, và giải thưởng sẽ là 2,000 đô la và 1 năm sử dụng sản phẩm của công ty The Survival Tabs. Mời quý vị chào đón đại diện của công ty Survival Tabs, ông Christopher Wheeler. On behalf of Vista, we would like to thank you for your sponsorship and please have a few words. We are grateful to V-Star and to all these very talented people for giving us the opportunity to share with them and you and the Vietnamese community in the world our wonderful product, Survival Tabs. Thưa quý vị và thí sinh sau đây, đoạt giải có phong cách trình diễn ấn tượng nhất, xin chúc mừng Hoàng Anh Khang. Mời Hoàng Anh Khang có đôi lời với sponsor cũng như quý vị khán giả. Đầu tiên thì em xin được cảm ơn quý công ty và em rất là vui. Trong lúc này em rất là bối rối. Em xin được cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn Vietface TV, cảm ơn Trung tâm Chính Nga đã tổ chức cuộc thi này để cho tất cả bọn em có cơ hội được đứng ở đây. Em xin cảm ơn ạ.
Xin chúc mừng Hoàng Anh Khang, thank you. Thưa quý vị, và giải thưởng phụ tiếp theo dành cho thí sinh có sự tiến bộ vượt bậc nhất với giải thưởng 2.000 đô la từ công ty Wellspa. Mời quý vị chào đón đại diện của công ty, ông Johnny Ngô. We would like to thank you for your sponsorship and please have a few words to Visa audience and contestants. Wellspa would like to thank everyone for having Wellspa as a sponsor. We love this wonderful show and it's been great so far. Thank you. Thưa quý vị, và sau đây là thí sinh đạt giải, thí sinh có tiến bộ vượt bậc nhất. Xin chúc mừng Khải Đăng. Và mời Khải Đăng có vài lời với sponsor cũng như khán giả. Dạ, em xin gửi lời cảm ơn chân thật đến ban tổ chức đã tổ chức cái V-Star để em có cơ hội để thi và thử sức mình trên sân khấu và được đứng trước mọi người và hát. Và cũng cảm ơn tới nhà tổ tài trợ đã tài trợ giải thưởng này. Xin chúc mừng Khải Đăng và thank you. Thưa quý vị, và giải thưởng phụ cuối cùng dành cho tài năng trẻ triển vọng với giải thưởng 2.000 đô la từ công ty Forever Life. Chẳng lẽ có một người trẻ thôi sao, ai cũng già hết rồi. Và cái này cái phong bì rất là dày thưa quý vị, nhưng cũng chỉ 2.000 đô la mà thôi. Mời quý vị chào đón đại diện của công ty, ông Robert Ranucci. Thank you, Mr. Ranucci, and please have a few words to the audience and contestants. Good evening. It's a pleasure to present this next award on behalf of Forever Life, a proud sponsor of the V-Star event for two seasons and counting. Forever Life, a provider of supplement products with focus and emphasis on the Vietnamese community, would like to thank especially Vietface TV, and especially the audience, both here and at home, for your gracious support of these very talented young people as they pursue their dreams. Thank you. Và thí sinh đoạt giải, xin chúc mừng Đoàn Trọng. Dạ, và lời đầu tiên con xin cảm ơn đến nhà bảo trợ và cũng như con xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức ra cuộc thi này để con có thể được tham gia, học hỏi cũng như trau dồi thêm kinh nghiệm của mình. Và con không biết nói gì hơn, và xin cảm ơn. Xin chúc mừng Đoàn Trọng, thank you. Thưa quý vị, và đó là 5 giải thưởng phụ. Và trước khi công bố hai giải thưởng quan trọng nhất, hai giải thưởng chính của cuộc thi, mời quý vị chào đón sự trở lại của bạn diễn của Trung Tấn, MC Ngọc Hân. Thưa quý vị, đây là giờ phút hồi hộp nhất. Giải thưởng đầu tiên, giải thưởng khán giả chọn với giải thưởng 10.000 đô la cùng với sự xuất hiện trên sân khấu Paris by Night 113. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị, tất cả quý vị khán giả tại nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới đã gọi phone ủng hộ cho tất cả các thí sinh chuỗi chương trình V-Star năm nay. Và số bầu chọn, số lượng phiếu bầu chọn vượt xa hơn 2 năm trước rất là nhiều. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin mời đại diện của công ty Apogee, Dr. Kimberly. Một lần nữa, Kimberly xin kính chào quý vị và cảm ơn chương trình V-Star đã cho Kimberly cơ hội này để trao giải People's Choice Award cho chương trình V-Star Season 3. Và và là một trong những sponsor chính của hai cuộc thi năm nay, thì Dr. Kimberly có những
cảm nghĩ gì về cuộc thi cũng như các thí sinh năm nay? Ước gì Kimberly có 10.000 đô la để trao cho mỗi em trên sân khấu ngày hôm nay. Phải không quý vị? Một tràng pháo tay cho các em. You did a very good job. Và ngày hôm nay cũng là lần này cũng là lần thứ nhì Kimberly đã được lên sân khấu để chia sẻ và chung vui cùng các em. Và Kimberly cũng sẽ không bắt quý vị chờ nữa, và chúng ta cần biết tên của cái người thắng giải ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và sau đây thí sinh thắng giải, khán giả chọn, chúng tôi xin chúc mừng Ngọc Ngân. Mặc dù rất là không cảm còn xúc. Tay nữa quý vị. Rồi chị cầm cho em nha. Rồi Ngọc Ngữ có vài lời với tất cả quý vị khán giả. Quý vị có thể thấy những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt của thí sinh Ngọc Ngữ. Một tràng pháo tay thật lớn cho People's Choice của V-Star Season 3. Ngọc Ngữ bây giờ rất là cảm động và cảm xúc, và quý vị cũng biết là Ngọc Ngữ là không biết nói chuyện. nhưng mà từ bây giờ trở đi là hát phải tính tiền, không phát phi nữa. Và trước nhất Ngọc Ngữ xin gửi lời cảm ơn tới Vietface và Thúy Nga đã cho Ngọc Ngữ như là các thí sinh và anh em trong đây đã có một cơ hội mà đưa một cái ít gì mình có để cho cái đường âm nhạc của Ngữ thì cũng rất dài và rất chua cay. Trước hết và Ngôn Ngữ xin cảm ơn người thầy của Ngữ cũng đã qua đời. Ngọc Ngữ đã học thầy và thầy đã trao dồi Ngữ cũng rất nhiều, và Ngọc Ngữ cũng học rất nhiều, đó là nhạc sĩ Nhật Ngân. Và từ đây về sau, Ngữ cũng muốn đưa cái giọng của mình mà truyền lại những cái tâm tư và những lời nói của thầy và cho tới khán giả. Và Ngữ cũng muốn xin cảm ơn thầy Trung Tiêu Lưu đã dìu dắt Ngữ trên mấy cái dòng đầu, và thầy Phương, cô Phương Thảo và thầy Ngọc Lễ cũng, Ngữ cũng rất cảm ơn rất là nhiều đã dìu dắt Ngữ và chỉ dạy Ngữ cũng rất là nhiều trong cái vòng trong này và trong cái vòng thi này. Thì trước khi thi thì Ngọc Ngữ cũng không có nghĩ đến là mình tới cái đêm nay đâu. Ngọc Ngữ nghĩ là tới vòng 3, vòng 4 là cũng vui rồi. Và nhưng mà nhờ sự cảm ơn, sự ủng hộ và yêu thương của khán giả, Ngữ mới có đứng được ngày hôm nay. Và Ngữ biết là Ngọc Ngữ cần rất nhiều là luyện tập và trao dồi để cho mình có thể better hơn. Và Ngọc Ngữ cũng xin ráng tập dượt và không phụ lòng khán giả. Một lần nữa xin chúc mừng Ngọc Ngữ và xin cảm ơn Dr. Kimberly. Kính thưa quý vị, ngoài giải thưởng People's Choice thì còn một giải thưởng rất quan trọng nữa trong đêm nay của cuộc thi V-Star Season 3. Đó chính là giải thưởng do ban giám khảo chọn. Sau 3 tháng làm việc miệt mài và tập luyện không ngừng nghỉ, thì giải thưởng này là tưởng thưởng xứng đáng nhất cho tất cả những công sức đó. Thí sinh đạt được giải thưởng này sẽ được ký hợp đồng 2 năm với trung tâm Thúy Nga và được xuất hiện trong các chương trình Paris by Night. Như vậy là từ một thí sinh từ cuộc thi V-Star, người thí sinh này sẽ được trung tâm Thúy Nga đào tạo để đứng trên cùng một sân khấu với các ca sĩ chuyên nghiệp và các ca sĩ hiện đang nổi tiếng nhất trên bầu trời âm nhạc tại hải ngoại, những ngôi sao sáng chói nhất.
Thưa quý vị, và để trao giải thưởng rất quan trọng này trong đêm nay, một tràng pháo tay thật lớn cho đại diện từ công ty V247, ông Kevin Ngô. Chào tất cả quý vị. V247 có một cái hân hạnh là được Vietfay TV đã để cho cái V247 có cái cơ hội để mà bảo trợ cho cái chương trình của Vista từ ngay từ cái ngày cái mùa đầu tiên cho đến ngày hôm nay, thì cũng nhằm một cái mục đích là để mà bảo tồn cái văn hóa người Việt và để tạo điều kiện cho những cái em trẻ ở đây để có thể mà thích sẽ có thể đi hát hay là thích cái showbiz của mình. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin chúc mừng thí sinh đoạt giải giám khảo chọn. Xin chúc mừng Hoàng Nhu. Mời Hoàng Nhung có vài lời với quý vị khán giả, ban tổ chức cũng như ban giám khảo. Thấy người đẹp khóc là tự mình cũng muốn khóc theo. Một tràng pháo tay để tổ động tinh thần cho Hoàng Nhung, kính thưa quý vị. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Lời nói đầu tiên, cho phép Hoàng Nhung xin được kính gửi đến tất cả quý vị lời chào và lời chào mừng thân thương nhất. Thật sự đứng đến giờ này thì không riêng gì Hoàng Nhung mà tất cả các bạn thí sinh đều rất là áp lực và căng thẳng. Trước tiên cho em xin được cảm ơn Trung tâm Thúy Nga và Đài Vietfay TV đã tạo một cơ hội, một sân chơi rất là chuyên nghiệp để cho tất cả chúng em có thể tham gia và đến gần với nhau hơn. Và thứ hai thì Hoàng Nhung xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình, đến bố mẹ, anh chị, những người thân đã luôn bên cạnh Hoàng Nhung, ủng hộ tinh thần và động viên Hoàng Nhung trong suốt cuộc thi để Hoàng Nhung vững tinh thần để có thể tiếp tục. Hoàng Nhung qua đây thì thật sự là cũng đi thi cũng hơi khó khăn, tại vì là cũng mới qua thì chưa có phương tiện, thành ra là cũng thời gian đầu thì cũng hơi khó, và cũng được các bạn thí sinh giúp đỡ Hoàng Nhung rất là nhiều, chở đến nhà đưa đón Hoàng Nhung, giúp Hoàng Nhung đi. Thì trong đó có anh Hoàng Hiệp, anh đã rất là nhiệt tình đến chở em đi. Và em cũng không quên cảm ơn bên nhạc, các anh đã đứng phía sau và ủng hộ và luôn hỗ trợ cho tất cả các thí sinh, cũng như là tất cả các anh em make-up, các anh quay phim, đạo diễn và những người đã âm thầm lặng lẽ phía sau hậu trường để hỗ trợ cho cho chúng em. Và một điều rất là quan trọng, Hoàng Nhung xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị khán giả. Và một lần nữa xin chúc mừng Hoàng Nhung. Kính thưa quý vị, giây phút quá là cảm động với công thưa quý vị. Hoàng Nhung còn có lời gì để nói nữa không? Em quên, em xin được cảm ơn ba vị giám khảo. Quan trọng. Ba vị giám khảo và các vị giám khảo khách mời đã theo suốt hành trình cùng chúng em và cho chúng em những cái lời khuyên rất là bổ ích. Và Hoàng Nhung xem như đó là một hành trang để cho Hoàng Nhung tiếp tục theo đuổi cái niềm đam mê âm nhạc của mình. Hoàng Nhung rất là cảm ơn rất nhiều trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười, chiến thắng của những vinh quang vừa rồi đã kết thúc cuộc thi V-Star Season 3 của Đài Vietfay TV và Trung tâm Thúy Nga. Một lần nữa chúng tôi xin được kính mời ban giám khảo, các thí sinh cùng các ca sĩ ra sân khấu để gửi lời chào tạm biệt đến với quý khán giả đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình V-Star Season 3 và hẹn gặp lại
trong chương trình V-Star Season 4. Thank you and good day. Xin chào tạm biệt quý vị. Cuộc đời sáng rạng ngời, một vì sao sáng trong đêm, giữa không gian reo vui trong cuồng quay, anh vinh quang vây quanh ta bước tới đỉnh cao. Cuộc đời quá tuyệt vời, từ ngày danh tiếng ta ngời vang, với trăm thanh ta với chân trời xa, tim ta đây và mãi mãi sẽ mãi muôn đời nhớ. Ta đang đam mê theo cung đàn, ta đang phiêu lưu cùng cao su, ta đang bay cao sánh ngang mây trời, yêu thương vây quanh từ tim người. Ta như siêu sao soi bao đêm dài, mưa sao đêm nay ngàn năm xa. Hôm nay ta vang danh muôn trùng, tên ta mãi nhớ thương trọn đời. Ai vẫn một lòng, một tình yêu lớn như trời cao. Trái tim ta vẫn mãi câu thủy chung, dẫu cho ta vinh quang, ôi ta chẳng thay lòng. Cuộc đời quá tuyệt vời, là ngày được sống vui hạnh phúc. Đã yêu ai trong tim không hề phai, trao yêu thương không bỏ bê. Ta đang bay cao sánh ngang mây trời, yêu thương vây quanh từ tim người. Ta như siêu sao soi bao đêm dài, mưa sau đêm nay ngàn năm xa. Hôm nay ta vang danh muôn trùng, tên ta mãi nhớ thương trăm đời. Tên ta mãi nhớ thương trọn đời.